Máy lọc không khí Daikin MCK70X Dead 2021 hàng siêu siêu lướt luôn mọi người này. Ok, buổi chiều hôm nay mình sẽ lại lên cho các bác một siêu phẩm nhé. Con này là máy lọc không khí Daikin MCK70X mọi người nhé. Dead 2021. Đấy, dòng Daikin hộp đúng không ạ? Cái dòng Daikin này thì được rất nhiều người thích bởi vì công nghệ lọc của nó vẫn cứ là đẳng cấp đúng không ạ? Vẫn là đẳng cấp nhất. Đấy, lọc không khí kiêm bù ẩm mọi người nhé. Những ngày hanh khô như này các bác có một chiếc máy lọc không khí kiêm bù ẩm thì giá trị nó khác hẳn. Nó hơn hẳn so với các dòng lọc không có bù ẩm mọi người nhé. Và cái con này thì vì sao gọi là siêu phẩm ạ? Tất nhiên hàng lướt bên em nó đều như nhau, hình thức rất là đẹp rồi đúng không ạ? Đây, con này màng lọc zin của nó là chưa dùng mọi người nhé, màng chưa dùng này. Đấy, màng zin nhá, màng Tafu nhá, không phải màng HEPA mà các bác lắp cái màng HEPA tàu đâu mọi người nhé. Đây là màng zin của nó chưa dùng mọi người này. Thì con này là một trong những con mà lưu kho khách sạn mọi người nhé. Là vừa rồi em về được mấy con này hàng lưu kho khách sạn mà chưa dùng. Nghĩa là nhập vào khách sạn nhưng mà không bóc ra vì chỗ có thể là dịch Covid gì đó không dùng đến. Không dùng đến hoặc là khách sạn không có phòng thì con không dùng gì cả. Đấy mọi người nhá. Đấy. Đây mọi người này, thông số của nó mọi người nhá. MCK10XP kép này, Dead 2021 công suất 75W, lọc không khí kiêm bù ẩm mọi người nhá. Máy rất mới luôn. Đấy. Màng lọc Tafu này. Bởi vì các bác hiểu là một cái màng lọc Tafu mới tinh này bây giờ bên Nhật, hàng Nhật chuẩn Nhật thì bây giờ nó là 1,6 triệu, giá bọn em vẫn đang order cho khách. Đấy, mấy con máy này cực kỳ giá trị, coi như con này là gần như chưa dùng. Ok chưa? Rồi. Thì bác nào có nhu cầu về con máy lọc không khí Daikin MCK10X mà Dead 2021 lọc hút lọc không khí cho phòng 50 m2 này thì liên hệ bên em nhé, một chiếc rất là đẹp luôn, hàng lướt đấu giá.